Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Breaking News. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những thông tin quân sự mới nhất. Tàu sân bay mạnh nhất châu Âu tiến vào biển Đông và thách thức Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, trong bài phát biểu quan trọng về chiến lược quân sự mới tại đất nước hôm 11 tháng 2, ông Williamson đã cảnh báo Trung Quốc và Nga về sức mạnh cứng của anh, tiết lộ rằng HMS Queen Elizabeth con tàu lớn nhất đất nước sẽ được điều động tới Thái Bình Dương với hai phi đội chiến đấu F-35. Vậy, thực hư sức mạnh của con tàu sân bay HMS Queen Elizabeth là thế nào và phản ứng của Trung Quốc sẽ ra sao? Trước hết là về con tàu sân bay được cho là lớn nhất của Anh và mạnh nhất của châu Âu thời điểm hiện tại. Tàu sân bay Elizabeth có chiều dài là 284m, rộng là 73m, mớm nước là 11m, lượng choán nước toàn tải là 70.600 tấn. Tàu được trang bị hai động cơ tua biên khí và hai động cơ diesel với tổng công suất 61.687 mã lực, tốc độ tối đa là 29 hải lý trên 1 giờ, dự trữ hành trình là 10.000 hải lý. Cảm biến chính của tàu là radar mảng quét pha điện tử thu động S185M có khả năng theo dõi 1.000 mục tiêu ở cự ly là 400 km. Radar giám sát không phận Thai 997 Aristan có khả năng theo dõi 900 mục tiêu tại cự ly là 200 km. HMS Queen Elizabeth có thể mang theo 40 máy bay các loại, gồm tối đa có 36 tiêm kích tàng hình F-35. Cấu hình triển khai trong thời bình, tàu sẽ mang theo 12 chiếc F-35B, 24 chiếc với cấu hình chiến đấu tiêu chuẩn cùng một số trực thăng. Vũ khí trên tàu được trang bị gồm có hệ thống phòng thủ tên lửa tầm gần RIM-116, mỗi bệ phóng chứa 21 quả tên lửa, mỗi hệ thống có trọng lượng là 5,7 tấn, mỗi quả tên lửa có trọng lượng là 73,5 kg, đường kính 172 ly, chiều dài là 2,79 m, sải cánh là 434 ly và trọng lượng đầu nổ là 11,3 kg. Tên lửa sử dụng động cơ nhiên liệu rắn, có vận tốc Mach 2, tầm bay khoảng 9 km. Tên lửa sử dụng hệ thống dẫn đường phức tạp, bao gồm cả hồng ngoại và chế độ dẫn đường thu động bằng sóng vô tuyến có hệ thống hỗ trợ nạp đạn chuyên dụng, chỉ cần một số lượng nhỏ kỹ thuật viên cũng có thể nạp đạn cho hệ thống phòng không này. Với ưu điểm cơ động, hiệu quả cao trong hiệu năng chiến đấu, RIM-116 được đánh giá là một trong những hệ thống phòng không tầm gần hiệu quả nhất hiện nay. Ngoài ra, nó còn được trang bị 3 tổ hợp pháo bắn nhanh tầm gần Olicon 30 mm kèm theo đó là 4 tổ hợp phòng thủ cực gần Phan Lan CIVKS. Như vậy, nếu so với các lớp tàu sân bay của Mỹ, thì HMS Queen Elizabeth còn có nhiều thông số và trang bị kém xa. Tuy nhiên, với chức năng là tàu sân bay, thì HMS Queen Elizabeth cũng xứng đáng là con tàu hiện đại và đủ sức mạnh gian đe trên biển. Vậy, phản ứng của Trung Quốc về thông tin này ra sao? Theo tờ The Sun, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hồ Xuân Hoa mới đây đã hủy bỏ cuộc gặp dự kiến với Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond sau khi tuyên bố đưa ra hôm 11 tháng 2 của ông William Sơn rằng London phải cho Bắc Kinh thấy cái giá đắt phải trả của các hành vi khiêu khích. Một nguồn tin của The Sun tiết lộ, căng thẳng ngoại giao với Trung Quốc đã khiến đảng bảo thủ của Anh nổi giận vì lo ngại đế chế Anh 2.0 sau Brexit có thể gặp nhiều khó khăn trong nỗ lực tiếp cận thị trường tiềm năng tại Trung Quốc. Trung Quốc dự kiến sẽ gỡ bỏ lệnh cấm mỹ phẩm không được thử nghiệm trên động vật tại Anh. Động thái được cho là sẽ mở đường để London thâm nhập vào thị trường có thể mang về cho họ 13 tỷ đô la trong vòng 5 năm. Thỏa thuận cũng sẽ mang tới cho Anh một cố hích đáng kể trước khi nước này đang cố gắng bảo vệ các thỏa thuận thương mại hậu Brexit. Tuy nhiên, tuyên bố rút khỏi đàm phán thương mại của Phó Thủ tướng Trung Quốc đã cắt đứt tất cả các hy vọng của Anh về một thỏa thuận mới với nền kinh tế đứng thứ hai thế giới. Như vậy, sau những tuyên bố cứng rắn, đe dọa về ngoại giao giữa Trung Quốc và Anh, khi Trung Quốc tuyên bố anh phải gánh chịu hậu quả nếu theo chân Mỹ vào Biển Đông và có các hành động khiêu khích. Chính phủ Trung Quốc đã hiện thực hóa đe dọa của mình trên lĩnh vực kinh tế và có vẻ như kinh tế là lĩnh vực mà Trung Quốc có thể đe dọa được anh. Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau Mỹ, có thị trường rộng lớn, dân số đông, mức độ tiêu thụ đa dạng và có nhiều lợi thế trên các lĩnh vực chế biến, chế tạo và thiết bị công nghệ 5G. Nên với việc cắt hoặc dừng các thỏa thuận kinh tế với các nước lớn có tranh chấp Trung Quốc hy vọng sẽ không phải dùng đến quân sự vẫn có được điều mình muốn trên chiến trường. Còn theo hướng khác thì có thể thấy rằng các tàu sân bay và tàu chiến khác trong Hải quân Trung Quốc chưa đủ sức gian đè với HMS Queen Elizabeth, được biên chế tới hai biên đội bay F-35B. Vì thế, Trung Quốc cũng không mang ra đi dọa. Tóm lại, căng thẳng trên Biển Đông giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ kéo thêm nhiều đồng minh của Mỹ vào cuộc mà Anh là nước tích cực nhất. Do vậy, trong thời gian tới, sẽ còn nhiều sự việc đùng độ về quân sự kinh tế giữa Trung Quốc và các nước công nghiệp mạnh khác như là Anh, Pháp, Úc và cả Nhật Bản, Hàn Quốc. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.